Chào tất cả anh chị cô chú, cũng khá là lâu Bảo mới làm video máy cũ buổi tối anh chị nha. Thì đợt này về cũng khá là nhiều luôn. Đó thì anh chị cô chú mình thấy này, mùa mưa thì Bảo quán bơm chìm nhiều dữ lắm, nên là Bảo thâu lại bơm chìm quá trời luôn. Đó, máy cắt sắt nè, rồi máy đục nè, motor đợt này Bảo về 4 đến 5 cây lớn luôn anh chị cô chú ơi. Rồi máy mài cũng vừa phải thôi, vì đợt này thì hàng về rất là khó anh chị nha. Đó thì Bảo cũng có nhiều đây, Bảo thâu bấy nhiêu thôi anh chị ạ. Rồi đầu tiên thì Bảo sẽ cập nhật mức giá. Đó, anh chị nào vào xem clip thì nhớ là đăng ký kênh bên cửa hàng Bảo để được xem những chương trình mới về máy móc anh chị nha. Rồi Bảo vào máy luôn đi, rồi lên số đi. Đầu tiên anh chị ơi, Bảo có một cây máy băng cốt nè, đó khung đế lớn nha anh chị nha. Rồi này là số 57, 400.000 thôi, có một pin nè, một sạc, máy thì đi kèm á, là một pin một sạc nha. Đó, 5 tia xăng. Cây này là số 57 anh chị cô chú nha, 400.000 thôi. Nặng cực kỳ nha, cây này nặng lắm, công tắc bên hông anh chị à. Rồi tiếp theo. Ủa, cây này chưa đấu lại dây rồi anh chị ơi. Con này đứt dây rồi nha. Đó, đứt một sợi dây rồi. Anh chị nào mà mua trà nhám của DCA, cây này số 0, rung vuông nha, 250.000 thôi. Mai gắn dây vào cái là chạy bình thường nha. Rồi, về là kẹp đế vào, số 0, 250.000. Rồi, tiếp tục, thân bu lông anh chị nha. Rồi, số 1 nè, thân không, chưa pin sạc, có báo pin đầy đủ chỉnh lực nha. Rồi, thân không, 280.000, số 1, anh chị cô chú ơi. Rồi tiếp tục có một thân số 2 là thân chuyên vít luôn, cùng là pin phổ thông anh chị ạ. Số 2 350.000. Đó, thân phổ thông anh chị cô chú nha. Đó, anh chị cô chú nào mua thì nhớ là lấy thân chuyên vít hoặc là thân bu lông. Rồi tiếp tục Bảo lên máy mài đi anh chị ơi. Đó, số 4 nè, máy mài đẹp như này. Rồi công tắc đuôi anh chị nha, công suất xem bao nhiêu, 850W nha, có 390.000, số 4 anh chị ạ. Rồi tiếp theo Bảo có một con máy tay dài Makute. Đó, hàng này Bảo thanh lý luôn, chỉnh tốc mà có 490.000 là anh chị thấy rồi. Đó, cây này là hàng trưng bày Bảo đem vào, Bảo test bán luôn cho anh chị mình nha. Đó, bình thường là 650, 850W, có chỉnh tốc, giờ bán 490 thôi, số 3. Rồi tiếp theo Bảo lên cho con máy Makita hàng xịn nè. Đó, hàng chất lượng nè, nhà máy Thái Lan anh chị nha, em thu luôn. Có cây này số 5 này, dây zin nha anh chị nha, hàng xịn Makita, có 450.000 thôi, số 5. Công tắc trượt anh chị nha, không cần, để anh tự cắm cho. Rồi số 6, máy mài Fireman, công tắc đuôi anh chị ạ, êm. Rồi lưỡi này cũng khá là mòn rồi nha. Rồi cây này số 6, 290.000, để anh ghim cho, đang cầm máy là được rồi. Tiếp tục số 7, đó, cây máy mài Makuta làm công trình á, thì anh chị cô chú mình lấy những cây này xài rất là yên tâm nha. Bền nè, lì nè, đó, chịu tải tốt, 850W, số 7, 430.000, tay dài Makuta anh chị nha. Rồi mình qua lại những con máy nội địa đi. Đó, rồi anh chị cô chú nào mua thì máy nhà Bảo xài điện 220 hết anh chị cô chú nha, công tắc trượt nha. Số 8, 300.000 thôi, công tắc trượt bên hông. Đó, rồi số 8 máy mài đỏ, cây này cũng còn tương đối là vừa phải, Bảo vệ không vệ sinh gì nha, nên là giá tốt. Số 8, 300.000.
Tiếp theo số 9 này, Kimia gì đây? Đó, tên nội địa. Không sao đâu. Rồi. Số 9 280.000 anh chị nha. Đó, công tắc đuôi này. Rồi công suất thì cũng lớn nha. Tạm tốc bảo lên cây số 10 à, hàng khủng anh chị nha. 9558 anh chị nha. Cây này mua tới 3.4 triệu được nha anh chị nha. Công tắc trượt 1 tắc 25. Trời ơi nó êm cực kỳ luôn. Số 10 600.000 anh chị nha. Đó, nhà máy Thái Lan. Cây này ruột rin hết luôn. Đó anh chị cô chú nào thích 1 tắc 25, 9558 là chơi cây này. Đó, giá khá là cao mà mua hàng cũ rin như này giá tốt. Rồi bảo lên cho con máy bốt xin nữa anh chị em nha. Rồi. Rồi 6 từ 100 anh chị nha. Số 11 400.000 thôi. Công tắc trượt bên hông nha. Đó, 400.000. Tiếp tục số 12 cũng thế anh chị ơi, 400 luôn. Trời ơi, cây này dây không là biết chất lượng rồi. Đó, hàng có đá anh chị nha. Rồi, anh chị nào mà thích bốt xin lấy những cây này. Rồi, số 12 400.000, 6 trừ 100 luôn. Rồi, cây này đánh bóng, cây này là hàng về nên là bảo chưa có cắt dây anh chị ơi. Cây này thì có đánh bóng này. Một lưỡi 1 tấc 8 anh chị nha. Rồi, cây này cắt dây là chạy thôi. Anh chị cô chú nào thích thì cắt dây thôi. Đó, còn giờ cũng khó test à. Rồi. À, có lưỡi đánh bóng sẵn luôn. Không test được đâu em. Đá được nè. Rồi anh chị nào mua về là thích thì bảo đấu cho cái cặp điện mới. Đánh bát ô tô chỉnh tốc skill nha. 1300W luôn. Rồi cây này mắc tiền lắm. Số 13 có 500.000 thôi. Đó, dắt 3 chấu. Rồi tiếp tục EBK nha. Rồi 14 này, cây này những cây này êm lắm. Đó, 13mm, số 14. À, hai chức năng, 13mm. Rồi, cây này có 300.000 thôi. Giá rẻ bèo luôn. Số 14, 300.000. Rồi, tiếp theo một con máy bốt xịn anh chị nha. Ủa, cây này anh chị cô chú nào mua 16 mm anh chị nha. Đó, cây này mua tới 1.6 triệu anh chị à. Rồi, số 15 còn có 500.000 thôi. Đó, bốt xịn anh chị nha. Đó, bốt xịn mà tem nó hơi hư rồi. Đó, rồi êm ru luôn. 13 hai chức năng. Rồi tiếp tục số 16. Đó, cây này cũng êm luôn. Êm ru hết à. 13mm hai chức năng. Số 16 bán rẻ bèo luôn, 280.000 một cây à. Đó. Rồi bảo lên cho một con máy chua chậm. Masute anh chị nha. Cái này là anh chị nào bắn viết tôm này, bao bắn luôn á. Rồi, xài nhông giảm tốc nè. Rồi 550W, máy 10 ly mà có 400.000. Đó, mới toanh luôn anh chị nha. Công tắc có điều tốc luôn. Cho anh chị cô chú mình xài cho nó phê. Rồi, Caret Đức 13mm. Đẹp long lanh như này. 500.000 thôi. Số 18 anh chị nha. Đó, anh chị nào mà mua cây này thì giúp cây này nha. Rồi, 650W. Rồi, bỏ ra đi em. Bỏ ra luôn. Rồi, tiếp tục số 20 anh chị ơi. Đó, Ali anh chị nha. Đó, anh chị nào mua hàng thì hay nghe tới thương hiệu Ali rồi. 13mm, 2 chức năng. Rồi, số 20, 290.000 thôi. Có một cây 13mm, 2 chức năng rồi anh chị ạ. Rồi bảo lên hai chức năng SEG anh chị nha. Cây này là rin hết. Số 21 3 chức năng SEG anh chị nha. Rồi 21 550.000. Đó, mẫu này thì anh chị nào thích bụi gài chơi cây đấy. Rồi tiếp tục vô mất, cây này đẹp anh chị nha, có tem luôn mà giá rẻ lắm. Đó, bảo thâu lại giá tốt. 22 có 490.000. Bản thanh lý luôn. Đó, cây này mua cũng khá cao nha. Máy mới mà hàng đấy thì tuyệt vời luôn. Rồi, anh chị nào thích bốt xin không? Đó, bốt Đức thì mình chơi cây hai chức này. Đó, cây này là
anh chị mình mua là mẫu Heduti nha, 2-24 DRE anh chị nha. À, DRE anh chị nha. Heduti mẫu này thì cực kỳ cao rồi. Đó, máy riêng anh chị nha. Rồi mua cây này là 1.2 triệu, số 23 mà đẹp lắm. Cây này đẹp kinh khủng luôn. Đó, về đẹp như này còn tem như này là quá là tốt luôn. Rồi 1.200.000 có một cây. Rồi tiếp tục bảo lên con máy đục Makita anh chị nha. Makita anh chị nha. Rồi cây này số 24 này có 700.000 thôi. Là anh chị mình tha hồ chọn mà mua luôn. 17mm có mùi đục banh chành hết rồi. Đó. Rồi tiếp theo, anh chị nào mà thích mẫu khoan đục với lại đục của Makita hàng 7 nhật không? Chơi cây này. Đó. Rồi có chỉnh tốc luôn. Cây này có 900.000, số 25 anh chị nha. Máy đục hàng 7 nhật. Đó, lên điện 220 rồi nha. Đó, có chỉnh tốc khoan đục, đục máy lớn anh chị nha. Rồi tiếp theo máy đục bài có cây này nữa anh chị ơi. Rồi cây này bảo đang bán là 1.4 triệu thôi. Đó, còn có một cây là hai cây chứ. Hai cây là thanh lý rẻ luôn. Số 26, 1.400.000, Made in Japan luôn nha. Đó, đẹp nè, 17mm luôn, 27 cũng thế. Đó, dây 7 nhật anh chị nha. Rồi, số 27, 1.400.000 luôn. Rồi tiếp theo bảo lên cho một con máy cắt gỗ gạch đa năng Makita hàng xịn nha. Rim toàn bộ nguyên cây luôn. Có lưỡi gỗ gắn đi kèm. Rồi cây này 600. Anh chị nào thích một con máy rim này, đó, thì chơi cây này. Đó, máy rim này mình giúp cây đấy là tuyệt vời luôn. Tiếp tục Matexin. Đó, anh chị nào mua cây này là 600.000. Rin hết luôn. Đó, dây nguồn cũng rin anh chị nha. Êm ru luôn. 29. Lưỡi 180mm. Đó, lưỡi lớn 600.000. Ma phép rin nguyên cây. Dây nguồn rin hết luôn. Rồi tiếp tục máy đánh bột anh chị ơi. Haloshi anh chị nha. Làm công trình nè, quậy bê tông. Mình dứt cây này, số 30, 400.000. Tiếp tục số 31, cùng thế luôn. Cây này máy to anh chị nha. Đó, cây này thì 400.000 luôn. Máy êm ru luôn. Đầu 16mm. Mà anh chị nào mua về đánh bột hồ dầu là mạnh cực kỳ luôn á. Đó, tha hồ mà chọn mua. Rồi đâm dùi này, bê tông. Số 32 có 500.000 thôi, là có dây sẵn. Đó, máy lớn 1.000 mấy trăm watt luôn anh chị nha, 300 watt luôn, có 500.000 thôi là có một cây rồi. Rồi bảo bán motor đầm dùi thôi anh chị nha. Dây máy. Rồi motor đầm dùi không dây, máy đẹp này. Êm, em ru luôn anh chị nha. Đó, mới đầu á là nó cánh cái hồ dầu bên trong á mà văng lại. Em ru luôn, bảo kim lại cả xe. Đó, em ru ngay, công tắc bên hông 500.000 nha, số 33. Tiếp tục, đó có mấy cây luôn nha. Đó, 34. Cây này xấu hơn. Ủa, cây này còn êm hơn mà xấu hơn. 300.000, số 34 anh chị nha, chưa dây nha. Đó, anh chị nào mua thì giúp cây đấy. Rồi 35, đục Hitachi anh chị nha. Ủa, cây này sao nó không chạy rồi. Chắc là đứt dây rồi anh chị ơi. Đó, anh chị nào mua thì bảo làm lại dây thôi. Đó, hàng thâu về vội quá. Rồi, chắc là có nhân viên tháo ra này, đứt dây luôn rồi. 35, 1.2 triệu anh chị nha. Đó, rồi thêm một cây mới hơn, Hitachi luôn. Đó, cây này 1.8 triệu anh chị nha. Số 36 đục lớn là Hitachi, 1.800.000. Rồi mình qua Eto.
Tô ngàm hở ra tới 14 phân, 15 phân luôn anh chị nha. Đó, anh chị nào mua số 37 nguyên khối sắt luôn, quay qua quay về được nè. Rồi mở ra nhẹ nhàng anh chị nha. Rồi anh chị nào mua thì nè, một ngón tay là mở ra được rồi. Đó, hơi rỉ rét, hàng về nó vậy nha. Đó, mà sắt nguyên khối về anh chị cô chú mình tự sơn cũng được, mà trà sơ là được. 37 900 nghìn. Rồi tiếp tục, máy hàng bốt Nhật anh chị nha. Trời ơi, 250 luôn, cọc lớn nè. Đó, có hai vô lâm chỉnh luôn. Máy này dây nè, dài lắm, dây cả đống luôn. Kìm hàng to, cây này có 1,2 triệu thôi, về kéo 3,2 ly thoải mái. Đó, máy lớn, hai găng tay luôn. Đó, anh chị nào mua cọc lớn nè, máy to, 38 1,2 triệu. Rồi mình qua bơm chìm nha, mùa mưa là xài bơm chìm dữ lắm. Đó, bảo bán nhiều lắm nha. Đang chạy, đấy anh chị cô chú ơi, 39 800 nghìn, vỏ inox này. Đó, anh chị nào mua là giúp cây này. Rồi tiếp tục, bảo lên cho một con motor bơm chìm mắc in da phăng nha. Đó, motor hai ngựa này, đang chạy đấy anh chị cô chú nha, em ru luôn, không nghe tiếng chạy luôn á. Rồi cây này 1,2 triệu này, bảy Nhật anh chị nha. Cây này chất lượng rồi. Rồi tiếp tục, dây em, cây này là số 41 anh chị nha. Dây ống kìa. Đó, đang chạy luôn, êm cực kỳ. Có nguyên một đống dây này, để cho anh chị mình đi hút móng này kia. Rồi 2HP, máy lớn luôn, máy to, 41 anh chị nha. Rồi 1 triệu, cây đấy triệu mấy em? 1,4 triệu anh chị nha. Rồi tiếp theo 42, có dây sẵn luôn. Cây này mạnh lắm, máy to này. Rồi có sẵn dây ống hút này, đầy đủ như này. Về là chỉ cần mua về là cắm dây vào xài thôi. 42, 1,4 triệu luôn. Đó, motor này về hút cầu móng này kia là thoải mái. Motor hai ngựa luôn, máy lớn nha. Rồi tiếp theo bảo lên cho con máy cắt gỗ, cắt nhôm, cưa trượt, cắt tổ anh chị nha. Và anh chị có thể nào trượt thì giúp cái cây này. Trời ơi, trượt nhanh quá dằn tay anh chị ạ. Rồi 1,3 triệu số 42 anh chị nha. Cưa trượt nghiêng góc đầy đủ, qua về nè, góc chéo đều được anh chị nha. Rồi anh chị nào mua thì có lưỡi sẵn như này luôn. Rồi công suất là 1.800W anh chị nha. Tiếp theo số 46 Matex zin nguyên cây nha. Đó, dây nguồn đầy đủ hết, êm ru luôn, đang chạy anh chị nè. Đó, êm gì không, đẹp nha, đây này đẹp lắm, 1,6 triệu anh chị nha. Đó, Thái Lan anh chị nha. Rồi riêng nguyên cây số 44, 1,6 triệu này. Đó, khung đế eto đầy đủ. Rồi cây này là anh chị nào mua thì bán 650 thôi, bán rẻ như cho luôn. Đây nó bị bị trước một lỗ anh chị nha. Đó, rồi nhưng mà có 650 quá rẻ luôn, để anh chị mình xài. Rồi bảo lên cho một con máy cắt sắt chen hàng xịn anh chị nha. Đó, 46 rin nguyên cây luôn, em ru, có gắt xe này còn nguyên nha. Đó, anh chị cô chú nào mua này, khung đế eto đầy đủ, có khuyết một xíu ở đây thôi. Đó, có sao nói vậy luôn nha. Rồi cây này 1,2 triệu, 46 anh chị nha. Rồi tiếp tục bảo lên cho anh chị cô chú mình một con bốt Đức này. Đó, anh chị nào mà mua thì giúp cây này, mà máy là GCO 2000 anh chị nha. Rồi 1,6 triệu nha anh chị nha. Đó, 47, 1,6 triệu. Rồi lò xo là cực kỳ khỏe luôn. Rồi tiếp theo một con máy 7 Nhật nữa anh chị nha. Rồi cây này 48 anh chị nha.
48.800.000 luôn. Đứt dây ở đây rồi. Anh chị ơi, đứt dây ở đây nha. Đó. Đó, thấy không? Phải nhiệt. Mai làm lại dây. Rồi, cái này 48.800.000, mắc in Japan luôn. Khung đế cao nha, hàng 7 Nhật anh chị nha. 48.800. Rồi, để đấy đi anh. Rồi tiếp tục. Motor anh chị nha, 49 này, 2HB này. À, 1450 vòng anh chị nha, 1.500.000. Đầy đủ. Tiếp tục. Motor 1.5HB anh chị nha. Rồi cái này 900 thôi, số 51 anh chị nha. Đó. Tiếp tục. Motor 3HB. Đó anh chị cô chú nào mua 1450 vòng luôn, 1.500.000. Và cuối cùng là con máy đẹp như này, 1.800.000 anh chị nha. Motor lớn anh chị nha. 3HB anh chị nha. Đó anh chị nào mà mua thì giúp cây này số 52, 1.800.000. Rồi tiếp tục. Đó anh chị cô chú nào mua khung duỗi không? À khung tờ chứ 2 dây. À, chưa bao gồm motor. Bán 450 thôi. 450.000. Đó hai vu ly, hai dây cu loa anh chị nha. Tiếp tục. Số 54 anh chị nha, mình qua 53 đi. Đó, đi kèm motor lớn này, 3HB luôn á. Anh chị nào mua máy duỗi motor to như này, 53, 1.700.000. Đó xem như là bán con motor không á. Tiếp tục một con motor 7 Nhật này. Anh chị nào mua thì bảo gắn cái ốp K3 vào cho đẹp nha. Đó, như này. 55, 1.800.000 luôn, motor 7 Nhật anh chị nha. Đó, gắn K3 vào là xong. Khung thì cây này quá đẹp luôn. Hầu như là mới chưa xài một lần, chưa được tiếng mà đem ra là chủ hết tiền rồi. Đó, hết tiền đánh bài rồi. Nên là cầm cố cửa hàng bảo dứt luôn. Và cuối cùng là cây 56 anh chị nha. Cây bẻ sắt, phi tối đa là 25 anh chị nha. Mới nguyên luôn. Đó, anh chị nào dứt bán giá vốn thôi. Đó. Rồi 56, 1.250.000. Bán không lời cây này luôn. Rồi ngoài ra cửa hàng bảo có nhiều máy mới lắm. Thì anh chị nào cần máy nào thì mình ghé qua cửa hàng xem. Rồi bảo review máy cũ tối ngày hôm nay nhiêu đây thôi. Rồi bảo xin kết thúc. Nhớ là đăng ký kênh nha. Bảo về hàng cũ, hàng bài, hoặc là làm chương trình gì mới, bảo lên sóng cho anh chị cô chú mình xem. Rồi bảo xin chào tạm biệt anh chị tối ngày hôm nay tại đây.